Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là cây cảnh mini giá rẻ. Và hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2021. Thì con xin lên với tất cả cô chú anh chị đó là 7 cây hồng ngọc mai ha. 7 cây hồng ngọc mai này có mã số từ 35 cho đến 41. Thì mấy em này con lên cái giá này là chưa có bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Thì phí vận chuyển mấy em này một cây là tầm khoảng 30 ngàn ha. Thì sau đây con xin giới thiệu cây đầu tiên nha, mã số 35. Mấy em này là toàn bộ là chân dài hết nha cô chú anh chị. Nè. Chân dài thọn luôn. Rồi, nó đây nè, con rễ nó bám qua đây nè. Đây. Có sao con giới thiệu vậy ha, chân rất là dài ha. Chân em này là tầm khoảng là 20 cm nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Mấy em chân dài nè. Đế nó còn rất ok. Đây. Cộng nào cũng vậy hết ha. Xuống tới đây luôn nha. Rồi cái này là đây, quên đâu cái gốc. Cái này là cây hai thân nha cô chú anh chị. Nên cái gốc nó rất là to ha. Bự hơn con cái còn ha. Đây bự hơn đầu bự dưới bút lông luôn. Rồi. Cây mã số 35 có giá 190k. Rễ bọng rất là ok ha. Tiếp theo là cây mã số 36 giá là 220k. Cây này thì gốc của nó nè. Đó, cô chú anh chị cũng có thể thấy là gốc nó khá là to ha. Bên đây thì thấy nó liền ha. Còn bên đây thì nó lòi rễ ra như thế này nè. Nó rễ bọng rất là ok nha cô chú anh chị. Cây mã số 36 ha, 220 ngàn. Em nào cũng thuộc dạng chân dài hết cô chú anh chị ơi. Đây nè, môi cộng rễ còn đây là thấy ok rồi ha. Đó. Em nào cũng thuộc chân dài hết. Đó. Rồi con xin lên cây tiếp theo nha. Rất là to nha cô chú anh chị, to hơn có tay cái còn ha. Gấp rưỡi á. Cây này mã số 36 có giá là 220k. Rồi để con lên cây tiếp theo. Mã số 37. Đây. Mã số 37 này là cũng là một gốc rất là to nha. Ngón tay cái con nè, nó dưới bút lông nè. Đó. Rồi để con quay vòng ha. Rễ vọng rất là ok nha cô chú anh chị. Hàng này cho hàng cho mini nha. Cái này là mã số 37 có giá 240k. Rồi. Cái này bộ đế nó nằm ở trong hết rồi cô chú anh chị. Nằm bên trong hết rồi. Nè 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 nè. Có con cọng nó lòi ra đây nè. Đó. Này với ấy ra cho cô chú anh chị thấy để biết là cái cây mình chân dài tới đâu ha. Ê, xin lỗi. Cây này dài lắm ạ. Cây này khoảng 25 cm nha cô chú anh chị. Cây đế ạ. Cọng rễ xuống tới đây rồi. Rất là dài luôn. Hồng ngọc mai chân dài ha. Rồi cây này mã số 37 có giá là 240 ngàn. Đế rất là to. Tiếp theo là cây mã số 38 nha cô chú anh chị. Đó. Cây này thì một cốt ha. Rất đẹp luôn. Đó. Đây con cái còn so sánh nha cô chú anh chị. Rồi tới dưới bút lông nè. Đó. Rất là to ha. Rồi, để con lấy bộ đế vậy ha. Rồi, đây 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 đây, có rễ nè. Giò rễ rất là hay. Nó, em nào cũng thuộc chân dài hết nha cô chú anh chị. Đó, cây này là đặc biệt là đế nó khá đều và đẹp ha.
rất là dài ạ. Cây này là khoảng là 25 cm nha cô chú anh chị, cỡ đó ha, chân dài đó. Rồi cây này mã số 38 có giá là 250.000. Rồi tiếp theo mã số là 39 nha cô chú anh chị. Đây mình coi cái gốc trước ha. Chuyến này cây rất là ok. Đó mình coi cái gốc trước. Gốc nó là bự cỡ cái đầu bự với bút lông ha. Ngón tay cái con nè. Rồi lấy bộ đế ra ha. Cây này cũng đế cao lắm nha cô chú anh chị. Đây bộ đế nó xuống tới đây ha. Có cây nó còn quanh vòng 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 nữa nè. Cây này bộ đế nó tầm khoảng là 20 cm ha, 20 hai mấy cm á. Đế rất đẹp luôn. Cái này là mình dọn rễ cám vào nữa nha cô chú anh chị. Đó. Dọn rễ cám vào nó nhìn rất là gịch. À, con không có thời gian nên con không có dọn kỹ mấy em này. Khi mà mình đôn cái chậu lên nữa rồi mấy cái rễ dưới nó lòi ra nữa nhìn rất là đã luôn nha. Cây này là cây mã số 39 giá 250k. Rồi, tiếp theo mã số 40. 40 nha cô chú anh chị. Mã số 40, cây này là một cây giáng bài ha. Đây nè, đây con lấy cái gốc. Gốc rất là to nha. Đó. Cỡ ngón cái còn ha. Đây. Cây này sẵn rễ ở đây thì con ngoài chơi bắt tóc con cầm xà beng. Rễ đây nè cô chú anh chị. Đó, rễ rất là dài luôn nha cô chú anh chị. Thì cây này chiều cao bộ đế này cũng tầm khoảng 25 cm ha. Cây rất là ok. Đế nè. Quá đã luôn. Rồi, con lên cây tiếp theo là cây mã số 41 nha cô chú anh chị. Nó mã số 41. Cây này thì gốc rất là khủng nha. Gốc cái hoành gốc này là 11 hả cô chú anh chị. Con có đo luôn rồi, hoành gốc này là 11. Rất là to luôn. Hoành gốc này là 11 ha. Gốc 11 rất là to. Bộ đế cũng coi được ha. Đó. Nói chung là chân em nào cũng dài cả. Đây. Rễ đây nè. Chân em nào cũng dài cả nha cô chú anh chị. Này. Cây này thì chiều cao bộ đế tầm khoảng 20 cm ha. Được cái là cái gốc của nó rất là to, gốc là 10 cm nha cô chú anh chị, 10-11 á. Rễ rất là dài nha, tới đáy chậu luôn á. 10-11. Cái hoành là 10-11 nha cô chú anh chị, còn cái chiều dài của bộ đế là tầm khoảng 20 cm ha. Rồi cái này là cây mã số 41 có giá là 280k. Đó. Cô chú anh chị thích cây hồng ngọc mai nào thì xin liên hệ số điện thoại là 0387849762 gặp mỏng nha cô chú anh chị. Rồi con xin tạm dừng video tại đây, xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem ạ.